Vân xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm theo dõi kênh tin tức tổng hợp trên kênh Bản tin 20 giờ của chúng tôi. Chúng tôi với những đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, hữu ích nhất ở 24 giờ qua. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Valeria Panzeva Kutezova, hay còn gọi là Baba Vanga, có lẽ là nhà tiên tri lỗi lạc nhất trong lịch sử nhân loại. Trong quá khứ, bà đã trở nên nổi tiếng nhờ được cho là đã dự đoán chính xác rất nhiều sự kiện lớn, điển hình như thảm kịch Chernobyl năm 1986, cái chết của công nương Diana 1997, sự tan rã của Liên bang Xô Viết 1991, sự kiện ngày 11 tháng 9 ở Mỹ 2001 và Brexit 2020. Theo các tờ báo uy tín như Mirror, Guardian, Intiatime, những lời tiên tri của bà Vanga được đánh giá là đúng đến 85%. Trong năm 2022, một số sự kiện đã xảy ra đúng theo lời dự đoán của bà Vanga. Thứ nhất, bà dự đoán đúng rằng trong năm 2022, một số nước châu Á và Australia sẽ phải chịu lũ lụt nghiêm trọng. Kết quả là nhiều vùng ở Australia đã hứng chịu mưa lớn, gây lũ lụt diện rộng, khiến hàng trăm nghìn người sơ tán. Ở một diễn biến khác, bà cũng dự đoán rằng nhiều thành phố sẽ gặp tình trạng thiếu nước do hạn hán, và đó là điều đã diễn ra ở châu Âu trong mùa hè được xem là nóng kỷ lục vừa qua. Theo bà Vanga, cột mốc định mệnh cho thế giới trong năm 2022 sẽ là ngày 22 tháng 12. Lời sấm của bà cho biết, những ngày có sự tích lũy của một con số nguy hiểm, ngày nay sẽ là một bước ngoặt, nó sẽ chia cắt mọi thứ, mọi người sẽ gục ngã. Theo nhà tiên tri, nhân loại có thể sẽ phải đối mặt với một cái ác khủng khiếp nếu không thay đổi ý định và ngừng leo thang nguy hiểm. Thế giới đang chờ đợi một thảm họa và mặt trời sẽ tuyệt chủng, bà Vanga dự đoán. Tuy nhiên, cần phải nói thêm rằng không phải lời tiên tri nào của bà Vanga cũng ứng nghiệm. Bà từng dự đoán nhiều câu chuyện mơ hồ, thiếu căn cứ như sẽ có một loại virus chết chóc mới, sẽ có sự xuất hiện của người ngoài hành tinh, hay cuộc sống mới với sự tiếp quản của thực tế ảo. Những điều này tất nhiên là không xảy ra. Thông thường, chúng ta sẽ phải chờ đến cuối năm để xem những lời tiên tri này của bà Vanga có trở thành hiện thực hay không. Năm 2023 và những lời tiên tri gây sốc theo Mirror, nhà tiên tri mù Vanga đã đưa ra 5 lời tiên tri cho năm 2023. Dù thế giới vừa trải qua một năm 2022 đầy thách thức với biến đổi khí hậu và cuộc chiến tại Ukraine, nhưng những dự báo của bà Vanga cho năm tới có vẻ còn u ám hơn. Theo đó, bà Vanga cho rằng trong năm 2023, nhân loại có thể chứng kiến chiến tranh thế giới thứ ba cuối cùng sẽ nổ ra với sự tham gia của vũ khí sinh học và nhiều quốc gia thành viên. Một dự đoán khác của bà đề cập tới việc châu Á sẽ hứng chịu một vụ nổ bom hạt nhân tồi tệ, khiến khí độc tràn ra, bao phủ toàn bộ lục địa và nhiều quốc gia bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch. Về khí hậu, bà Vanga dự đoán trái đất sẽ chứng kiến ngày một nhiều hiện tượng thiên nhiên cực đoan, trong đó trường hợp cụ thể được bà nhắc tới là bão mặt trời sẽ gia tăng và gây nhiều thiệt hại cho từ trường trái đất. Hai dự đoán còn lại của bà Vanga bao gồm người ngoài hành tinh sẽ xâm nhập trái đất, bao phủ nhân loại trong bóng tối, và con người sẽ đạt tới thành tựu có thể sinh ra trong các phòng thí nghiệm với việc tự quyết màu da và nhiều đặc tính khác của cơ thể. Nhà tiên tri Baba Vanga qua đời năm 1996. Nhiều người tin rằng những lời sấm truyền của bà sẽ tiếp tục trở thành sự thật. Tính đến nay, bà Vanga đã để lại những lời tiên tri cho đến tận năm 1979, thời điểm mà bà cho rằng thế giới sẽ kết thúc. Một, sự lên ngôi của máy tính lượng tử. Bà Vanga cho biết, năm 2024 là năm chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của máy tính lượng tử nhờ công nghệ hiện đại. Những chiếc máy tính này sẽ thực hiện được các phép tính và phân tích các dạng dữ liệu phức tạp với tốc độ không thể hình dung được. Những thay đổi này cũng sẽ tác động không nhỏ đến các ngành công nghiệp khác nhau như tài chính, an ninh mạng hay y tế. 2. Tìm ra giải pháp cho bệnh ung thư cùng với sự lên ngôi của máy tính lượng tử. Bà Vanga tin rằng 2024 cũng là năm đột phá của nền y học thế giới. Nhiều phương pháp và công nghệ điều trị mới sẽ được phát triển tới mức chữa khỏi những căn bệnh trước đây được cho là không thể chữa khỏi. Cụ thể, bà Baba Vanga mô tả rằng việc điều trị bệnh Alzheimer sẽ có bước tiến lớn, mang lại hy vọng cho hàng triệu người đang mắc phải tình trạng suy nhược trí nhớ này. Ngoài ra, bà Vanga cũng cho rằng các nhà khoa học sẽ tìm ra phương pháp chữa bệnh ung thư và cứu nhân loại thoát khỏi căn bệnh quái ác này trong năm 2024. 3. Thảm họa thiên nhiên liên tiếp xảy ra. Không chỉ có những dự đoán tích cực, bà Vanga cũng đưa ra loạt lời tiên tri gây choáng váng cho năm 2024. Đầu tiên, chúng ta phải kể đến lời tiên tri về những thảm họa thiên nhiên liên tiếp xảy ra. Nhà tiên tri mù cho rằng số lượng các cơn bão lũ, động đất, hỏa hoạn sẽ tăng nhanh chóng và gây ra nhiều thiệt hại lớn về người, tài sản trong năm tới. Đặc biệt, bà Vanga còn nhắc nhở phải lưu tâm tới trận động đất lớn ở khu vực vành đai Thái Bình Dương. Theo bà, hầu hết những thảm họa này đều xuất phát từ việc trái đất nóng lên và biến đổi khí hậu. 4. Thời đại của dầu mỏ sắp kết thúc. Lời tiên tri tiếp theo của bà Vanga vào năm 2024 là ngành khai thác dầu mỏ sắp kết thúc, thay vào đó, ngành năng lượng mới sẽ thống trị. Một số người cho rằng,
Tiên đoán của bà đang ám chỉ đến việc ngành năng lượng tái tạo sẽ thay thế vị trí của ngành dầu mỏ. 5. Căn bệnh bí ẩn của Donald Trump. Bà Vanga cho rằng, trong năm 2024, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ mắc phải căn bệnh bí ẩn. Căn bệnh này khiến ông dần mất đi thính lực, chấn thương sọ não. 6. Cuộc khủng hoảng kinh tế lớn trên toàn cầu. Theo dự đoán của báo Vanga về năm 2024, cuộc khủng hoảng kinh tế lớn sẽ xảy ra, gây ảnh hưởng đến toàn cầu. Nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng này từ nhiều yếu tố như nợ gia tăng, sự dịch chuyển quyền lực kinh tế từ Tây sang Đông và căng thẳng địa chính trị. Trong tiên tri của bà Vanga cho năm 2024 có nhắc đến vành đai lửa. Vành đai này là gì? Trong số những lời tiên tri của Vanga cho năm 2024, có một lời tiên tri rất đáng chú ý, sức khỏe của hành tinh chúng ta. Theo bà Vanga, trong năm 2024, trái đất sẽ hứng chịu rất nhiều thảm họa tự nhiên, bão lũ, hạn hán, động đất, cháy rừng sẽ diễn ra trên toàn cầu, gây thiệt hại lớn về con người và tài sản. Các hiện tượng cực đoan này phần lớn đến từ hiện tượng nóng lên toàn cầu, biến đổi khí hậu. Nhận định về vấn đề nóng lên toàn cầu, biến đổi khí hậu, ông Antonio Guterres, người đứng đầu Liên Hợp Quốc, đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về biến đổi khí hậu hồi tháng 7 năm 2023 rằng kỷ nguyên nóng lên toàn cầu đã kết thúc, kỷ nguyên sôi sục toàn cầu đã đến. Biến đổi khí hậu là đây, nó thật đáng sợ, và đó mới chỉ là sự khởi đầu. Trẻ em bị cuốn trôi bởi những cơn mưa gió mùa, các gia đình chạy trốn khỏi ngọn lửa, công nhân gục ngã trong cái nóng như thiêu như đốt. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mô tả trong cuộc họp tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Trong số thảm họa tự nhiên mà bà Vanga tiên tri cho năm 2024, bà nhấn mạnh đến thảm họa động đất lớn tại vành đai lửa Thái Bình Dương. Những trận động đất mạnh từ đây sẽ khiến nhiều người khốn đốn, hủy hoại nhiều cơ sở hạ tầng. Thần đồng tiên tri Ấn Độ đã đưa ra nhiều lời dự đoán về vận mệnh của thế giới trong năm 2024, trong đó có cả sự lạc quan cũng như cảnh báo nhiều thách thức, biến động. Cụ thể, thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand cho rằng, trong năm 2024, con người sẽ phát triển sức đề kháng đối với virus SARS-CoV-2 cũng như biến thể của nó. Chính vì vậy mà trong năm 2024 sắp tới, đại dịch COVID-19 có thể được đẩy lùi hoàn toàn, con người quay trở lại cuộc sống bình thường. Bên cạnh đó, nhà tiên tri này cũng cho rằng, trái đất đang bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp giữa các hành tinh và hiện tượng thiên văn như sao Hỏa, La Hầu, sao Thổ và sao Mộc. Sự tương tác này chính là nguồn gốc của sự rung chuyển và các khủng hoảng trên trái đất. Đến năm 2040, sự kết hợp của sao Mộc và sao Thổ sẽ có thể gây nên những tác động vô cùng mạnh mẽ. Abhigya Anand dự đoán rằng, sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc, thế giới sẽ còn phải đối mặt với nhiều đại dịch nguy hiểm khác nữa. Những đại dịch này sẽ gây nên các biến động lớn về kinh tế, chính trị, xã hội trong những năm tới. Đặc biệt, thần đồng tiên tri này cũng đưa ra cảnh báo về những tác động nặng nề của con người lên môi trường tự nhiên dẫn đến nhiều thiên tai, thảm họa. Abhigya Anand nhấn mạnh rằng, con người cần phải thay đổi thói quen của mình và quan tâm hơn đến thiên nhiên và tình hình thế giới. Được biết, Abhigya Anand sinh năm 2006 ở Ấn Độ. Cậu được mọi người biết đến với trí thông minh hơn người và khả năng tiên tri nổi bật. Cậu là một trong những nhà tiên tri trẻ tí ổi nhất hiện nay. Nhờ khả năng của mình, Abhigya Anand đã đưa ra nhiều lời dự đoán về các sự kiện trong tương lai. Trong đó có nhiều lời tiên tri đã trở thành sự thật, có thể kể đến đó là đại dịch COVID-19, cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới, những thảm họa ở Nhật Bản, Ấn Độ, Úc. Hiện, Abhigya Anand đã hoàn thành văn bằng tốt nghiệp sau Đại học về Vi sinh vật Ayurveda, PGDAM. Cậu cũng là người trẻ tí ổi nhất ở Ấn Độ tốt nghiệp văn bằng này, là người trẻ tí ổi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa, thay mặt chị Kíp làm chương trình, thì Vân xin được gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với biên tập viên chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.